Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé. Blackpink lấy đà trở lại sau 2 năm vắng bóng, chuẩn bị tour diễn thế giới, nhóm nhạc Blackpink đang chuẩn bị cho sự trở lại làng nhạc được mong đợi nhất trong năm nay. Một vài tuần sau khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin về khả năng tái xuất làng nhạc của Blackpink trong năm nay, 4 thành viên gồm Jennie, Jisoo, Lisa, Rose đã xác nhận ra mắt sản phẩm âm nhạc mới và có thể có chuyến lưu diễn toàn cầu trong năm nay thông qua phỏng vấn với Rolling Stone. Chia sẻ về tình hình sức khỏe của bản thân sau chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2020, Jennie cho biết cô đang chuẩn bị cho 2 năm bận rộn tiếp theo vì nhóm đang chuẩn bị cho sự trở lại của mình và lên kế hoạch cho chuyến lưu diễn sắp tới. Nếu Blackpink trở lại như dự đoán trong năm nay, nó sẽ đánh dấu sự trở lại của nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop với đội hình đầy đủ sau 2 năm kể từ album The Album phát hành vào tháng 10 năm 2020. Trước đó, thông tin 4 thành viên Blackpink sẽ tái xuất vào năm nay đã được lan truyền từ đầu năm 2022. Nhiều chuyên gia, nhà phân tích trong ngành bày tỏ sự quan tâm và đề cập đến viễn cảnh tươi sáng cho công ty quản lý YG Entertainment. Bởi Blackpink là một trong số những nghệ sĩ tiêu biểu dưới trướng của YG Entertainment, một nhà phân tích của NH Investment và Security được một số hãng truyền thông địa phương trích dẫn cho biết. Thành tích của YG dự kiến sẽ tăng mạnh trong khoảng thời gian từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 khi Blackpink quay trở lại. Một nhà phân tích của Genta Security dự đoán rằng nhóm nhạc K-pop sẽ trở lại với sản phẩm âm nhạc mới vào quý 3 và bắt đầu chuyến lưu diễn vào quý 4. Mặc dù YG Entertainment từ chối xác nhận hoặc bình luận về các thông tin này nhưng dự đoán về sự trở lại của Blackpink ngày càng rõ rệt khi 4 thành viên cùng tham gia nhiều hoạt động chung thay vì đẩy mạnh solo như thời gian trước. Mới đây, tờ Rolling Stone đã phá lệ trong hơn 20 năm qua, khi lần đầu tiên đưa một nhóm nữ trên trang bìa tạp chí của mình kể từ nhóm nhạc Mỹ Destiny Child vào năm 2001. Blackpink cũng mới là nghệ sĩ châu Á thứ hai lên trang bìa Rolling Stone, sau nhóm nam BTS hồi năm ngoái, Rolling Stone ca ngợi Blackpink là nhóm nữ lớn nhất thế giới. Với Jennie, Jisoo, Lisa và Rose từ những người xa lạ trở thành chị em để cùng nhau bùng nổ tại K-pop, Blackpink là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất từng bước ra khỏi Hàn Quốc. Thành công lớn của Blackpink cũng là một phần của Hàn Lưu, cho thấy sự phổ biến toàn cầu của ngành công nghiệp văn hóa Hàn Quốc, tờ Rolling Stone mô tả trong bài viết. Theo Rolling Stone, các dự án âm nhạc của Blackpink luôn lùng nổ, gây nghiện và đầy sức sống, được pha trộn giữa các thể loại như hip-hop, house, EDM và nhiều hơn thế. 4 thành viên Blackpink cũng đã chia sẻ những câu chuyện cá nhân chưa từng được hé lộ với các chủ đề về thời thơ ấu, thời kỳ thực tập sinh, mối quan tâm về sức khỏe, gia đình và những kế hoạch trong tương lai. Các thành viên Blackpink tham dự sự kiện kỷ niệm sinh nhật lần thứ 96 của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và năm lễ bạch kim tại dinh thự của Đại sứ quán Anh ở Seoul, Hàn Quốc. Blackpink cũng thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại Đại sứ quán Anh ở Seoul, Hàn Quốc để tham dự bữa tiệc sinh nhật mừng sinh nhật lần thứ 96 của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và năm lễ bạch kim, đánh dấu 70 năm nữ hoàng Elizabeth trị vì. Các cô gái tham dự sự kiện này với tư cách là đại sứ của Hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, còn gọi là COP26, được tổ chức vào tháng 11 năm 2021 tại Glasgow, Scotland. Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé!